Chào mừng các bạn lại đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review câu chuyện Mặt mẹ đáng sợ được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn lại đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review câu chuyện Thanh gươm võ sĩ được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review câu chuyện Máy tập huấn được nằm trong cuốn truyện của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.